Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của Phát Freestyle. Chỉ mới vài tuần trước, người ta đã nói rất nhiều về việc Arsenal sắp buông cờ trắng cho cuộc đua vô địch năm nay. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở khi chu kỳ buông của đội bóng Bắc London vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở thời điểm đó. Nhưng ngày hôm nay đã 23 vòng đấu trôi qua và khi chúng ta nhìn bảng xếp hạng, khoảng cách của Arsenal giờ bằng với Manchester City, kém đội đầu bảng Liverpool đúng 2 điểm. Arsenal đã trở lại, hay nói một cách đúng hơn là họ đã đòi lại những gì vốn thuộc về mình. Bằng chứng rõ nét nhất của nhận định này đó là chiến thắng 3-1 của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta trước Liverpool ngay tại thánh địa Emirates. Chiến thắng không chỉ giúp cho pháo thủ có được 3 điểm quý giá mà còn là một lời khẳng định đanh thép của đội bóng gửi đến hai đối thủ của mình, Manchester City và Liverpool cho cuộc đua vô địch. Sao ông nói đi thì cũng cần phải nói lại. Từ trước đến nay, việc chạy đua sòng phẳng cùng Manchester City hay Liverpool chưa bao giờ là một câu chuyện dễ và nhiệm vụ của Arsenal lúc này cũng có thể nói là một nhiệm vụ cực đại trong quãng thời gian còn lại của mùa giải. Thực tế thì bảng xếp hạng rõ ràng đang cho chúng ta thấy được bối cảnh chung có phần tươi sáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Arteta sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường trước kỳ nghỉ đông, dẫn đến việc có những nghi ngờ về khả năng cạnh tranh danh hiệu. Thì nay đội đương kim Á quân đang trở lại sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Có thể nói cuộc đua vô địch giờ đây chỉ có thể gói gọn cho ba cái tên gồm Arsenal, Liverpool và nhà đương kim vô địch Manchester City. Bởi hiện tại hành trình của giải đấu xứ sở sương mù đã hoàn thành được 2/3 chặng đường, nhưng Aston Villa nổi lên như một hiện tượng rồi cũng nhanh chóng nhạt nhòa và lãng quên mà thôi. Arsenal giờ đây cũng không cần phải quá lo lắng về đối thủ đang bám sát mình. Bởi dựa vào những trận đấu gần nhất, ta hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ khả năng nào của Aston Villa để họ có khả năng tranh đoạt ngôi báu. Câu chuyện quan trọng nhất của Arsenal đương nhiên là làm sao để họ có thể vượt qua hai đối thủ kể trên. Liverpool hiện đang 51 điểm, hơn pháo thủ 2 điểm. Tuy nhiên đội đang có lợi thế nhất lại chính là Manchester City. Dù họ có bằng điểm với Arsenal nhưng mới chỉ thi đấu 22 trận. Nếu thắng ở trận đấu đá bù thì đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu dựa trên quan điểm đánh giá của Mikel Arteta thì Liverpool là đội bóng mà chuyên gia này e rẻ nhất. Hiện tại thì họ có lẽ là đội bóng mạnh nhất châu Âu và trình độ của họ rất cao. Tôi phải ngạc nhiên về điều đó đấy. Chúng tôi đã tiến rất xa và bây giờ thì vấn đề là phải làm như thế nào, làm điều đó một cách nhất quán. Liverpool đã làm được điều đó trong 6 đến 7 năm. Chiến thắng ngày hôm nay chắc chắn mang lại cho chúng tôi động lực, đặc biệt với cách mà chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi đang quay trở lại, thực sự rất phấn khích. Dựa vào phát biểu của chiến thuật gia 41 tuổi, có thể thấy sự tự tin của pháo thủ lúc này đang là rất cao. Mà thực tế nếu nhìn vào chuỗi đối đầu gần đây, Arsenal cũng chẳng việc gì phải ngán ngẩm Liverpool cả. Họ đã thất bại trong 4 trận gần nhất gặp Liverpool tại Premier League. Đây cũng là chuỗi trận bất bại dài nhất của họ trước đối thủ Liverpool ở giải đấu này kể từ mùa giải 2014-2015 và 2015-2016. Còn riêng với Manchester City thì ở lượt đi, Arsenal cũng đã có thể giành được 3 điểm từ tay của Pep Guardiola. Xét về vị thế lúc này thì đội bóng Bắc London hoàn toàn có thể ngồi chung mâm với hai ông kẹ của giải đấu để đòi phân chia miếng bánh danh hiệu. Nhưng liệu Arsenal có đủ thực lực để so kè cùng hai ông lớn của giải đấu này hay không thì giờ mới là lúc mà chúng ta cần phải có được câu trả lời. Bởi nói gì đi nói, trình độ thực sự của đội bóng chỉ được thể hiện ở những giai đoạn cam go như thời điểm hiện tại. Đầu tiên là câu chuyện vượt mặt Liverpool. Đây sẽ là hòn đá tảng đầu tiên mà Arsenal cần phải chinh phục. Dù hiện tại Liverpool đang đứng đầu bảng, như trên lý thuyết Manchester City thắng ở trận đá bù thì thầy trò huấn luyện viên Klopp sẽ là đội xếp thứ hai ngay trên Arsenal với số điểm 51. Khoảng cách 2 điểm hoàn toàn có thể bị san phẳng. Nhưng có lẽ Arsenal phải trông chờ vào việc Lươn Đỏ sẽ mắc những sai lầm như trong trận đấu với họ để rồi sẩy chân đánh rơi điểm số. Thế chủ động giờ đây không còn nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta nữa. Họ chỉ có thể cố gắng hết mình để chờ đợi cơ hội mà đối thủ đánh rơi. Trông chờ vào một Liverpool chệch choạc trong tháng 2 là điều hoàn toàn khả thi. Không chỉ ở trận cầu với Arsenal vừa qua mà từ trước đó vài trận, Lươn Đỏ đã không thực sự là chính mình. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc họ mất đi những nhân sự chủ chốt. Đơn cử là Endo phải về thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản. Thêm vào đó là trường hợp của Mohamed Salah vẫn chưa hẹn ngày chính thức trở lại. Những sự mất mát quan trọng vừa nêu chính là một trong nhiều nguyên nhân có thể khiến cho Liverpool thất thủ trước những đội bóng trong thời gian sắp tới. Thầy trò huấn luyện viên Klopp vẫn còn những hòn đá tảng rất to ở phía trước như Tottenham và cả Manchester United. Đó rất có thể sẽ là những nút thắt khiến cục diện bảng xếp hạng thay đổi. Mặt khác, nếu kịp bổ sung các nhân sự quan trọng trong thời gian tới, Lươn Đỏ rất có thể sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Bởi dù sao chúng ta cũng hiểu, đội bóng được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp là một kẻ chinh phục đường dài rất hay. Nhất là trong bối cảnh chiến gia người Đức chỉ ở lại Anfield nốt mùa giải này, chắc chắn ông rất muốn làm một điều gì đó, tạo ra một danh hiệu cuối cùng cũng như một lời tri ân gửi đến các cổ động viên đội bóng. Với Manchester City, họ chưa bao giờ là một đối thủ dễ nhằn với pháo thủ cả. Ngay cả một giải trước, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã khiến đội bóng Bắc London nuốt một cục tức rất lớn khi cũng mất chức vô địch EPL, dù chính Arsenal mới là đội có thời gian ngự trị trên đỉnh của bảng xếp hạng lâu nhất. Kể từ khi Manchester City có sự trở lại của Kevin De Bruyne, mọi thứ dần đã thay đổi hoàn toàn. Hình ảnh về một cỗ máy bách chiến bách thắng đã được lèo lái bởi Pep Guardiola hiện về. Họ bắt đầu chơi trực diện hơn, hiệu quả hơn và cũng đầy ảo diệu khi bên trong có đôi chân của tiền vệ số 1 Premier League. Ngoài ra, cỗ máy ghi bàn Erling Haaland cũng đã trở lại sau quãng thời gian nghỉ thi đấu. Đây chắc chắn là một câu chuyện không vui dành cho hàng thủ của các đội bóng tại xứ sở sương mù. Có thể thấy khi mà Manchester City đạt được ngưỡng phong độ cao nhất của họ, thì khó lòng tìm ra ai có thể ngăn cản đội bóng này.
Nhưng bất lợi của Man Xanh là họ còn phải đụng độ rất nhiều ông lớn trong quãng thời gian còn lại của mùa giải, trong đó có cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal vào cuối tháng 3. Ngoài ra họ vẫn còn phải chia sức ở đấu trường Champions League. Đây chắc chắn sẽ là một vấn đề khiến Pep phải đau đầu. Còn với Arsenal, nhiệm vụ vượt qua Manchester City và Liverpool sẽ là một vấn đề hết sức phức tạp, bởi dựa vào tình hình hiện tại, họ mới chính là đội bóng gặp bất lợi nhất vì đã mất đi cơ hội chủ động trên đường đua. Chưa kể những đối thủ sắp tới mà pháo thủ phải tiếp đón cũng cực kỳ sừng sỏ. Ta có thể liệt kê tới Manchester City, Tottenham, Chelsea, Newcastle, Man United và còn ở cả hai trận đấu tại vòng 18 Champions League. Như chúng ta đều biết, chiều sâu đội hình chưa bao giờ là câu chuyện khiến người hâm mộ pháo thủ yên tâm. Việc liên tục phải đánh những trận lớn cộng với việc đó là chia sức ở đấu trường Champions League sẽ khiến cho học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta nhận về nhiều áp lực. Chấn thương cũng dễ dàng tìm đến với đội này hơn. Chưa kể, vượt mặt một đội bóng kiểu như Manchester City hay Liverpool vốn đã là rất khó. Đằng này pháo thủ còn phải làm công việc ấy cùng lúc với cả hai đội bóng mạnh nhất xứ sở sương mù thì độ khó chẳng khác nào đã tăng lên gấp bội. Nhất là trong bối cảnh cả hai ông kẹ vừa nêu trên đã có những sự bổ sung chất lượng trở lại ở đội hình chính. Có thể thấy Arsenal đang bắt đầu trở lại bằng những chiến thắng và màn trình diễn hết sức thuyết phục. Nhưng việc vượt qua Man City hay Liverpool không vì thế mà dễ dàng hơn với chính họ. Bởi Arsenal càng tăng tốc thì phía trên hai ông lớn này sẽ càng dễ chờn. Các tác nhân khách quan như đối thủ, phong độ, chấn thương và việc phải chia sức cho cả đấu trường Champions League sẽ trở thành một bài toán hóc búa chờ đợi huấn luyện viên 41 tuổi cho thời gian tới. Nhiệm vụ của Arsenal chưa tới mức là bất khả thi, nhưng đây rõ ràng là một nhiệm vụ cực đại và đầy cam go. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Phát Freestyle. Quý vị và các bạn dự đoán như thế nào về cuộc đua vô địch năm nay khi mà Arsenal đã trở lại rất mạnh mẽ, khi ở Liverpool trong trận đấu vừa rồi đã ngã ngựa và khi Manchester City trở lại với phiên bản đáng sợ nhất cùng sự góp mặt của Kevin De Bruyne và cỗ máy ghi bàn Erling Haaland? Hãy comment ý kiến của các bạn bên dưới. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của Phát Freestyle.